Trước mắt các bạn đây là hoa hồng Jennifer Kellogg đến từ Pháp, mang trên mình một vẻ đẹp quyến rũ đầm thắm của màu đỏ thẫm. Kellogg này nở quanh năm, nhiều hoa vào xuân, hè và thu, còn mùa đông thì lượng hoa nở ít hơn. Về độ lập của các lứa hoa thì thuộc loại là tốt lập nhanh, không quá 30 ngày một lứa hoa. Bình thường cứ 25 đến 27 ngày là hoa rộ. Còn nếu cứ tàn bông nào, cắt bông đó thì trên cây đảm bảo lúc nào cũng có hoa để chơi. Kellogg là loại hoa hồng ngoại được đánh giá là dễ trồng, phát triển nhanh, cây khỏe, kháng bệnh tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam. Cách cuộn xếp của các cánh hoa cũng rất là sang trọng. Phong hoa đầy đặn, cành thì cứng cáp. Như các bạn thấy ở trên, cây mình quay là tháng 6 dương lịch, thời tiết khá là nóng nhưng hoa nở vẫn là vô cùng quyến rũ. Màu đỏ này nó khỏe khoắn, mạnh mẽ, lá thì mỏng manh hơn, nhưng mà có như rất là nhiều lá ở trên cây, trông nó, cái nền của nó rất là mướt, làm cho những bông hoa ở trên cây thực sự là nổi bật. Cây này cũng chỉ có 5 bông, 7 bông thôi. Một số nụ còn chưa nở hết nhưng mình thấy nó như vậy là đã đẹp lắm rồi. Cùng một chế độ chăm sóc nhưng như nhau, nhưng mà cây Kellogg này thì lúc nào cũng có vẻ là khỏe hơn, mập mạp hơn, nhiều lá và hoa thì lúc nào cũng nở đẹp, kể cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Theo mình thì hoa nào cũng vậy, nếu dễ trồng, khỏe, kháng bệnh tốt là đáng sưu tầm rồi. Còn nhìn mặt hoa như thế này là ưng. Còn một điểm trừ của bạn này là không được thơm các bạn ạ. Nếu bạn này mà thơm nữa thì hai từ hoàn hảo sẽ dành cho bạn ấy đấy. Đã sẵn sàng sưu tập hoa này chưa nào? Nếu không thấy phiền thì ủng hộ mình một like nhé. Thank you.